Bán được 17 năm rồi đấy, nhưng mà còn còn trước nữa là làm. Cháu thì có cháu trai thôi, ai thích ăn thêm quẩy thì ăn thêm thuốc thì ăn, thì cháu trai. Có nhiều loại, nhưng mà mình cứ mua cái loại mà gọi là có chai có cạnh ấy thì là nó ngon nhất. Cái chai kia nó ốc ẹo tanh lắm đấy, không mua cái chai nó tanh, mua cái chai mà nó gọi là chai cạnh thì là nó sẽ không bị tanh. Giá bình thường một bát cháo chai mình đầy đủ thì là 20, còn nếu mà mình ăn thiếu một cái gì đó thì 15.000. Thank you.